Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của Tel4vn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về SNMP và mối quan hệ giữa SNMP và Zabbix. SNMP là gì? SNMP được viết tắt của từ Symbol Network Management Protocol, là một giao thức tiêu chuẩn cho việc thu thập, tổng hợp thông tin về các thay đổi diễn ra trên thiết bị hoặc ứng dụng có hỗ trợ giao thức SNMP trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống. Các thiết bị hardware đa số đều hỗ trợ giao thức SNMP như router, switch, storage, server, PC, printer, v.v. SNMP được sử dụng nhiều nhất cho việc giám sát các thay đổi của hệ thống, gồm mỗi thay đổi của một thành phần hệ thống đều được biểu diễn dưới dạng các biến, variables. SNMP có 3 version. SNMP V1 là phiên bản đầu tiên của giao thức SNMP, được hình thành và công bố vào năm 1990. SNMP V2C là phiên bản nâng cấp của V1, được hình thành và đưa vào sử dụng năm 1996. Phiên bản này tập trung vào việc tăng hiệu năng và tính linh động so với phiên bản thứ nhất. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng sẽ bổ sung thêm các tính năng mới như là Get, Bug, Request, Function. Tính năng này cho phép gửi, nhận và xử lý một lượng lớn các request cùng lúc. SNMP V3 là phiên bản phát triển từ version 1, không phải version 2 nha. Được phát minh và đưa vào sử dụng năm 2003. Focus vào tính năng bảo mật, đảm bảo cho các thông tin SNMP gửi nhận đều là privacy. Buộc người quản trị phải khai báo username, password, thông tin encryption, decryption. Ngoài ra, SNMP còn hỗ trợ tính năng remote config từ các thiết bị khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử thiết lập SNMP trên một số hệ điều hành phổ biến nha. Thì chúng ta sẽ thiết lập thử trên Windows, hệ điều hành Windows và hệ điều hành Linux. Ở đây mình đang có một server Linux. Phiên bản của hệ điều hành là CentOS 7.2. Để mà sử dụng được SNMP thì ta cần download hai gói là Net SNMP và Net SNMP Intel. Ta sử dụng Zoom ha, Zoom install. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình đã cài đặt sẵn hai phiên bản này rồi ha. Các bạn thấy là already installed là đã cài đặt rồi và đã cài phiên bản mới nhất rồi. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ đi vào config của SNMP. Thì ta sẽ vào duyệt etc SNMP, SNMP config ha. Ở đây ta sẽ chèn thêm một dòng cuối của cái file config này. Ở đây chúng ta sẽ cấu hình SNMP version 2. Ta sẽ insert thêm dòng RO community. RO community là ở đây sẽ là định dạng string chuỗi ha. Thì cái định dạng này khi chúng ta khai báo ở đây và trên thiết bị nhận SNMP cũng khai báo cùng một chuỗi là sẽ khớp cái phần khai báo SNMP. Đây là chuỗi mà mình khai báo ha. Thì trên cái thiết bị mà bắt những cái thông tin này, cụ thể là Zabbix server, mình sẽ khai đúng cái chuỗi đó là được, chủ định danh đó. Rồi sau khi config xong, chúng ta sẽ start hệ thống ha. Start service ha. Đây, service đang running. Như vậy chúng ta đã hoàn thành phần cấu hình SNMP cho hệ điều hành Linux. Chúng ta enable luôn ha, enable để cho cái ứng dụng này khởi động cùng hệ thống. Tiếp đến chúng ta sẽ thử thiết lập SNMP trên hệ điều hành Windows ha. Thì để thiết lập phần này, chúng ta sẽ Windows Run, navigate tới cái service.msc
Trong đây chúng ta sẽ có một service gọi là SNMP service. Rồi, đang running ha, auto start luôn. Ta sẽ vào property. Ở một agent này ta có thể điền cái contact và cái location mà của mong muốn chúng ta mong muốn. Contact thì mình đặt là sang ha, location có thể là điện phủ hay gì đó tùy chúng ta. Thì cái thông tin này sẽ được khai được ghi nhận trong cái inventory của Zabbix. Rồi, tương tự như bên Linux, chúng ta sẽ thiết lập cái phần community string này. Chỗ bảo mật, chỗ định danh ha. Bên cạnh đó chúng ta có thể set thêm cái phần mà nhận SNMP từ một thiết bị duy nhất, từ những thiết bị mà chúng ta đã trust wallet thôi, chứ không phải thiết bị nào khai báo đúng chủ này cũng nhận được hết, để bảo mật ha. Add. Apply. Ok. Restart lại cái service này để nhận cấu hình mới. Rồi, service đang running ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sơ qua về việc thiết lập SNMP trên hệ điều hành Linux và hệ điều hành Windows. Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt những gói tin